Shop hàng Nhật Đồ Điện xin kính chào các bác. Hôm nay em vừa về được một cái chiếc máy lọc không khí Daikin 3 chức năng cho 1. Con này thì có 3 chức năng là lọc không khí, khử mùi bụi bặm và hút ẩm thôi nhé. Đấy, một con máy vừa về xong. Hàng này thì rất là hiếm ạ, nói chung là không có nhiều để bán. Về tình trạng máy thì nói chung là nó cũng đẹp đều. Còn khá là đẹp, đẹp đều các bác nhé. Mọi thứ vẫn rất ok. Con này là MCZ65 sản xuất 2011 này. Về tình trạng thì nó có cái vấn đề một chút như sau là cái chân này nó hơi bị mẻ tí các bác này. Anh em thợ họ cũng hàn lại tí, nhưng mà bác nào khéo tay các bác có thể tỉa tí sơn vào đây một chút. Đây. Và cái cánh vẫy này nó cũng bị một đường ở đây. Nói chung là có như thế nào thì mô tả với các bác là như vậy. Đương nhiên là cũng sẽ bán rẻ cho các bác hơn các cái máy kia rồi. Cũng không ảnh hưởng gì các bác nhé. Một vết. Đây. Đấy, tình trạng máy thì nó là như vậy, có hai cái vấn đề đấy thôi, còn tất cả mọi thứ ok ngon lành hết. Màng miếc ở trong này cũng tặng đi kèm màng mới cho các bác luôn. Bên trong mọi thứ còn rất là mới, sạch đẹp. Đây là cái bộ màng tĩnh điện của nó còn rất là mới các bác nhé. Màng tĩnh điện rất là mới. Đấy, màng này của nó vẫn còn đẹp, em để lại và sẽ tặng kèm các bác một cái màng mới để ở đây. Cất vào đây. Đây là thanh ấy của nó còn rất là mới. Nói chung là con này rất là mới. Ngoài cái vấn đề là nó vận chuyển về nó bị cái vết sứt ở đây. Đây. Cái này thực ra làm tỉa thì sơn đây là đẹp đấy. Nhưng mà em thì em không chuyên về cái mảng mông má. Đấy, có sao thì báo các bác vậy thôi. Đây như con này thì em bán là 3 triệu rưỡi nhé. Đá rất là rẻ. Giá 3 triệu rưỡi. Chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Bọn này nó là chạy 100V đấy các bác nhá. Phải đấu đổi nguồn, phải có đổi nguồn thì nó mới chạy được đấy. Em bán 3 triệu rưỡi, các bác nào có nhu cầu lấy thì các bác liên hệ nhé. Chưa lắp vào. Tất cả các tính năng đây, mọi thứ hoạt động bình thường hết. Đấy, 3 triệu rưỡi. Xin chào các bác.